Vâng, xin chào tất cả những anh chị là những người đã đăng ký kênh của truyền Thông trên um, YouTube cũng như là Facebook Fanpage, bất kỳ cái phương tiện truyền thông mạng xã hội nào social media nào. Cái thông tin ngày hôm nay quan trọng với các anh chị bởi nó quyết định đến cái cái tài chính trong tháng 3, tháng 4 và quý 2 này của các anh chị và quan trọng là nó giúp cho các anh chị tự do và làm những điều mình muốn. Và cái thông tin ngày hôm nay tôi muốn nói đó là uh, rất nhiều người có một cái hiện tượng rất lạ lùng có một hiện tượng rất là lùng là rất nhiều người để mất rất nhiều tiền sau đó mới đi tìm cách tìm cách để làm sao tìm hiểu là mình tại sao mất tiền cũng như là nhiều người gọi là mất bò với lo làm chuồng đó là cái thông tin chung của đại đa số và tôi vừa trở về sau một cái chương trình đi du lịch cùng với gia đình cũng như là tìm hiểu về cái blockchain và cái cơ hội đầu tư trong lĩnh vực về cryptocurrency này và một cái thông tin vui đầu năm đó là À, tháng tư này chúng tôi sẽ tổ chức cái chương trình về crypto submit cùng với một cái đơn vị rất là uy tín trong lĩnh vực về training đó là Kiwi Group. À, trong tháng tư thì chúng tôi qua Thái Lan à, tham dự một cái chương trình token OMX và đi Ấn Độ và South Africa vào tháng 5 và lịch của tháng 3 này thì báo các anh chị là còn một cái cơ hội cuối cùng để tháng 3 chúng ta gặp nhau đó là chúng ta gặp nhau tại chương trình CCI currency Influencer đây. Và cái thông tin là trong thời gian vừa qua chúng tôi làm việc với rất nhiều rất nhiều là gọi là coin owners, tức là những cái chủ coin rất nhiều chủ dự án ở khắp nơi trên thế giới. Thế thì làm thế nào để chúng tôi có thể biết được những cái thông tin tốt như vậy để uh, đụng tung ra thị trường và là cơ hội của cái người chiến thắng, cái người nắm thông tin đầu tiên. Thì đây là cái hình ảnh của tôi ở Dubai rất là freedom ở trên uh, và tôi chụp cùng với cái cánh cái cái khách sạn bảy sao Cắn buồm này rất là tuyệt vời và báo với các anh chị một tin vui đó là một cái thông tin vào cuối tuần này đó là chúng tôi sẽ làm một cái chương trình đặc biệt đó là tạo ra những cái người có ảnh hưởng trong lĩnh vực về crypto này nó viết tắt của từ CCI có nghĩa là cryptocurrency influencer thì 100 cái người này sẽ là cái người ảnh hưởng đầu tiên trong lĩnh vực về lĩnh vực về crypto và chúng tôi lập ra một cái hội một cái nhóm thẩm định dự án đầu tư tài chính độc lập chính quy để rút ra những cái dự án nào tốt cho cộng đồng đầu tư cũng như bản thân mình đầu tư thì đó là lý do tại sao chúng tôi tổ chức cái chương trình này và tin vui cho bạn là cái chương trình này là không phải là khóa 1 mà khóa 2 rồi sẽ giúp cho chúng ta biết được có một cái nghề này kiếm ít nhất được là 5.000 đô mỗi tháng cái nghề đánh giá này kiếm được ít nhất là 5.000 đô mỗi tháng và quan trọng trong đợt này chúng tôi sẽ cập nhật những phương pháp về trade coin mà chúng tôi cập nhật ở Dubai vừa rồi về cái phương pháp mà chiến thắng win 100% tại thời điểm rất nhanh là trong một giây. Đó là phương pháp chiến thắng tuyệt đối dựa trên chênh là giữa giá sàn và tôi sẽ cung cấp thông tin thêm cho bạn ở cái thông tin này. Đó, đó là cái thông tin rất là hay trong cái khóa 2 này. Và chiến thắng tuyệt đối các anh chị đây là cái thông tin những ai đã bị mất tiền trong 2017 vừa qua rất nhiều. Và chúng ta chưa tìm được cái phương pháp để làm sao có thể có một cái cơ hội để quay trở lại thị trường kiếm tiền trong năm nay. Thì đây là cái thông tin rất quan trọng cho bạn. Và bạn phải có mặt để chứng kiến cái sự dịu kỳ này. Và cái phương pháp này tuyệt đối này chưa bao giờ được công bố ở bao bao giờ cả. Bởi là thông tin tôi nhận mới nhất từ Dubai trở về. Đó là cái thông tin rất là hay. Và chúng tôi đã làm cái chương trình offline vừa rồi ở Hồ Chí Minh. Đây là những cái thành viên rất là tuyệt vời và chúng tôi có hội, cơ hội được chia sẻ những cái tuyệt vời với họ. Đây, anh chị thấy những cái điều kiện rất là tuyệt vời. Và đây là những cảm nhận của một số học viên của chúng tôi trong những cái ngày vừa qua. Vậy thì những cảm nhận này đa số là rất tích cực và hưng phấn, rất tuyệt vời. Bởi vì đây là những cái lý do tại sao anh chị phải quan tâm đến cái chương trình CCI này. Thứ nhất, giúp cho anh chị không bị mất tiền trong 2018 này. Cái hai là anh chị tìm được phương pháp tìm hiểu những đồng coin uy tín, ICO uy tín để các anh chị đầu tư. Và quan trọng là anh chị trở thành những người nổi tiếng trong lĩnh vực về crypto này để có thể review, đánh giá những dự án tốt cho nhiều người khác. Anh chị có ý nghĩa về mặt giá trị cộng đồng. Đây là những cái giá trị mà tại sao các anh chị phải có mặt ở cái chương trình CCI này. Và đây là cái đánh giá của học viên trên YouTube, anh chị có thể lên đây để coi ha. Và đó là lý do tại sao rất nhiều người mất tiền trong 2017 vừa qua. Báo các chị là rất nhiều người muốn mất tiền Nhưng cái mất tiền của họ là do kiến thức chưa đủ, trải nghiệm chưa đủ Và đầu tư mà không có kiến thức thì như đánh bạc Mà đánh bạc mà có chiến lược thì như đầu tư đó Và tôi thực sự thì không có phải nói là tôi giỏi hơn các chị gì đâu Tôi chỉ là cái người tham gia thị trường trước và có kinh nghiệm trước mà thôi Tôi tham gia từ lúc thị trường nó 25 tỷ và bây giờ là thị trường nó cứ 3-400 tỷ Và có những thời điểm lên tới là 800 tỷ Và trong năm nay chúng tôi dự đoán là thị trường có thể lên tới là 1 tỷ trong năm nay À, thì cái điều mà tôi muốn báo các anh chị là trong 2017 vừa qua tôi uh, admin Counter thơm ICO cũng như nữ hoàng ICO là Emily Nguyễn xây dựng cho mình một cái hệ thống kênh uh, online để review những cái dự án trong năm qua uh, thành công cũng có uh, thất bại cũng có tuy nhiên thành công nhiều hơn và năm 2017 vừa qua chúng tôi biết trụ lại được và 2018 tôi làm lại nền tảng và quan trọng là tôi xây dựng được cái kênh đầu tư uy tín đó là kênh học online về đầu tư Johnny Thông với 12.300 lượng subscriber và có lượng view hiện nay là nằm trong top số 1 Việt Nam Và báo cho các anh chị là tôi không phải khoe đâu Nhưng mà không khoe thì không ai biết Đúng không nào Cái chính là người Việt Nam cần tìm kiếm những người hướng dẫn có kinh nghiệm Và quan trọng là đã thực chiến trải nghiệm để làm cho các anh chị Và đây là cái blog của tôi là Kèo Thơm ICO Anh chị cũng thể lên coi và đây là kênh Telegram của chúng tôi À, đây là kênh Telegram, anh chị bấm tham gia Telegram của chúng tôi Đây là kênh chat hỗ trợ trực tuyến Mà bất kỳ lúc nào, anh chị nha Anh chị nên vào cái kênh Telegram này của chúng tôi Và đây là Facebook group, anh chị có thể tham gia Và chúng tôi năm qua thực hiện rất nhiều chiến dịch email marketing Cho rất nhiều cái dự án ở trên toàn thế giới này Và đây là những dự án chúng tôi thành công trong năm qua Kể đến, à, để cho các anh chị có thể nắm thông tin là như Comsa, Electronium, Uquid, mai KNC, Story, Qua, FranZ, JWC hay là hay là Crypto CBT hay là Universal Retail in uh, đây là gì ạ? À? INS. Uh, INS và ABT là Aclop đó các anh chị, Indahat nữa. Thì uh, tôi dự đoán trong 2018 này thì đây là ba cái làn sóng cho 2018 để giúp các anh chị có thể vẫn kiếm được tiền đó là mining, ICO công nghệ và trade coin. À, thì đây là cái thông tin cho các anh chị dự báo trong 2018. Nhiều người chúng ta làm quần quật 10 đến 2 đến 20 giờ mỗi ngày, làm liên tục như vậy và không có dấu hiệu là sẽ dừng lại và tiếp tục dừng lại. Thì cho tôi hỏi là trả lẽ cả cuộc đời này anh chị làm liên tục như vậy mà tiền bạc anh chị vẫn phải lo lắng, gia đình các anh chị không có thời gian chăm sóc, cuộc đời các anh chị trả lẽ cứ tiếp tục lo lắng về tiền bạc như vậy ư? bạn thân mến không có một phép nào mà không có một phép màu nào có thể mang tới cho bạn sự giàu có và nhanh chóng cả bạn cần có một chiến lược đúng thông minh để chiến thắng nó trở tới tiền bạc này trong hai ba năm tiếp theo thậm chí là 5 năm sau đó bạn dành thời gian còn lại để cho những việc quan trọng nhất và ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình à, tôi không phải lên tinh thần cho bạn đâu nhưng đây là sự thật phũ phàng mà chúng ta phải trải qua nhiều người nói là tiền không quan trọng nhưng mà báo tự báo anh chị biết là tiền cực kỳ quan trọng nó không phải là quan trọng nhất tối quan trọng nhưng mà nó cực kỳ quan trọng cho rất nhiều thứ bởi những thứ gì mà anh chị muốn nó đều quy đổi thành tiền đó vậy thì nhiều người hỏi tôi là làm sao tôi có thể có thời gian đi du lịch rất nhiều nơi à, Dubai Hàn Quốc Hong Kong Singapore Malaysia Indonesia Thailand rất là nhiều nơi làm việc với rất nhiều đối tác trong vài đài ngoài nước và làm việc với rất nhiều người nước ngoài vậy thì câu trả lời là làm rồi tôi vẫn có thời gian để chăm sóc gia đình à, quan tâm về tập về luyện tập về sức khỏe anh chị thấy không? tôi vẫn luyện tập về sức khỏe thường xuyên luyện tập về sức khỏe thường xuyên à, luyện tập uh, boxing mma mới thái và quan trọng là gì ạ chúng tôi uh, tôi vẫn quan tâm đến gia đình uh, bao nhiêu trong số anh chị muốn xây cái căn nhà mơ cho ba mẹ của mình nào bao nhiêu trong số anh chị muốn là mình thực sự muốn là đưa gia đình của mình đi du lịch ạ thì những cái điều đó tôi đã làm hoàn thành trong 2017 và đã thực sự rất 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 hạnh phúc và ý nghĩa khi làm điều đó cho ba mẹ của mình à, đó là cái điều tôi báo với các anh chị và chúng tôi đi trải nghiệm những cái sạn 8 sao trên thế giới này rất là đẳng cấp và tuyệt vời à, thì báo với các anh chị một tin vui như vậy vậy thì làm sao để có thể các anh chị thấy là có thể làm được những điều tuyệt vời như vậy ạ đó là bởi vì tôi chọn đúng thị trường về cái lĩnh vực này và tôi chọn đúng cái nghề CCI nghề này cho mình tự do những lý do sau đây bạn quan tâm về nghề CI đó là cho các anh chị tự do Ngoài tiền ra nó cho các anh chị tự do nhé Cho nên những ai năm 2017 vừa qua mất nhiều tiền Những ai chưa có phương hướng để tiếp tục đi trong 2018 Những ai đang kinh doanh và khởi nghiệp thất bại Và những ai đang đầu tư tài chính mà gặp nhiều rủi ro Thì hãy quan tâm đặc biệt đến CCI này Và chúng tôi sẽ làm điều này vào cuối tuần này là 31 và 1 tháng 4 tại Hồ Chí Minh Đó à. Đó là lớp CCI là viết tắt của từ Cryptocurrency Influencer Và cái chủ đề này chính là chủ đề tôi sẽ nói chuyện vào cái Submit uh, Crypto Submit vào 2018 này, vào tháng 4 này Và đây là cái nội dung các anh chị sẽ nhận tại chương trình này Và sau cái video clip này Tôi sẽ gửi cho các anh chị một vài cái nội dung để anh chị có thể nghe trước Một vài cái nội dung để anh chị có thể là gì ạ uh, Coi cái thông tin này như thế nào và báo của anh chị biết là anh chị sẽ rất bất ngờ vì chúng tôi sẽ tăng cái thời gian thực hành lên và quan trọng là anh chị nắm được sau khi tốt nghiệp là anh chị có thể có tiền ngay và quan trọng là anh chị sẽ có một cái nghề rất là mới mẻ. Đó. Và anh chị thấy đây là những cái nội dung một ít nội dung được học tại chương trình thôi. Và mục đích của những nội dung này là rất là chi tiết, uh, rất là chi tiết. Mục tiêu cuối cùng là giúp cho anh chị tạo được cái nghề CCI và kiếm được ít nhất một tháng 5.000 đô. Và quan trọng là anh chị thấy là quan trọng là gì yeah, ạ, chúng ta sẽ có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực về crypto. Đây là những cái nội dung anh chị có thể đọc và sau cái clip này anh chị coi hãy để lại email đăng ký vào cái email của anh chị vào cái đường link ở dưới đây, dưới video clip này thì tôi sẽ gửi cho các anh chị. Tôi sẽ gửi cho các anh chị một vài cái nội dung 5 đến 7 cái nội dung trong cái chương trình CCI này. CCI này có khoảng là 40 nội dung thì tôi sẽ gửi cho anh chị vài nội dung để các anh chị xem nó phù hợp với các anh chị như thế nào được không nào? Đó. Thì ngoài những việc anh chị học được trẻ trên thì cuối cùng là anh chị sẽ học được cái phương pháp đầu tư trade coin độc nhất hiện nay, win 100% mà tôi có dịp đưa từ Dubai về về và mở rộng các mối quan hệ giao lưu hợp tác kinh doanh và tham gia cộng đồng doanh nhân Liên minh tiên phong team này. Ok. Và chỉ có hai giây đăng ký thôi để chúng ta một là gọi số điện thoại này, hai là đăng ký vào cái đường link bên dưới. Đó. Quan trọng là gì? Chúng ta sẽ những cái người mà đăng ký sớm tôi sẽ tặng cái những cái áo như thế này để anh chị có thể học vào cái chương trình này à, à, được không nào và quan trọng là gì cái người anh chị phải hiểu cho đúng là cái influencer là gì tôi nói tôi nôm na thôi chi tiết anh chị tìm hiểu trong video clip này nôm na là influencer là người có sức ảnh hưởng anh chị nói ra có trọng lượng và người khác nghe cái anh chị nói nó giống như anh chị có cái sức ảnh hưởng về đó và quan trọng là cái nghề này ở khắp mọi nơi ở trong lĩnh vực về uh, ca sĩ ở lĩnh vực về luật sư ở bất kỳ lĩnh vực nào còn CCI là lĩnh vực tiền số tiền mã hóa các anh chị đó là một cái influencer anh chị thấy không khi mà chúng tôi có cộng đồng lớn 12.000 người thì chúng tôi có cái lực offer đến từ rất nhiều chủ coi mà tôi có gì làm việc với họ trước đây như Indahas họ là những người rất uy tín bọn tìm đến chúng tôi và họ chúng tôi có rất nhiều rất nhiều cái quyền lợi đó rất nhiều cái quyền lợi được không nào Vậy thì anh chị lợi ích của các anh chị là gì khi anh chị được học CCI? Tên thì khỏi bàn cãi rồi, anh chị được vừa mua số lượng lớn với với giá rẻ, anh chị có uy tín thương hiệu, được nhiều người kính nể, khẳng định được cái tôi cá tính riêng của mình, đi du lịch năm châu mà vẫn làm việc được, cập nhật được kiến thức mới liên tục, quan trọng là anh chị sống mà tự do hạnh phúc làm điều mình muốn và giúp đỡ được nhiều người khác và kiếm được nhiều tiền và sống và hạnh phúc và cuộc sống thì anh chị có thể xem ở đây được không nào? nói đúng hơn từ nãy giờ tôi nói thì bây giờ anh chị hình dung cụ thể thế này mỗi một ngày anh chị sẽ phải làm gì với cái nghề CCI này thứ nhất là anh chị đọc tin tức cập nhật ICO và trade coin thứ hai là anh chị có gì hay anh chị quay video lại và quay video chúng tôi hướng dẫn các anh chị làm và viết bài chia sẻ cho cộng đồng đây giống như cái nghề review blogger vậy đó cái nghề mà anh rồi đánh giá dự án kiếm ra tiền ít nhất là năm ngàn đô một tháng và anh chị nếu có mail anh chị gửi mail à, anh chị thích có thể live stream làm webinar rồi offline tổ chức online định kỳ hàng tuần hoặc là lâu lâu tổ chức đi du lịch dã ngoại gắn kết cộng đồng đây là những gì anh chị sẽ phải làm mỗi ngày mỗi tháng nó đây có phải là cái điều giá trị rất tuyệt vời không nào vừa đi du lịch vừa làm việc và yêu thích mà không phải bắt buộc phải làm mà làm rất là vui vẻ à, anh chị thấy không và tôi sẽ cùng với nữ hoàng Emily uh, nữ hoàng ICO Emily Nguyễn sẽ cùng đồng hành với bạn hai ngày anh chị có thể tham khảo uh, tìm hiểu thêm đầu uh, tôi ở đây cho đi thông ở đây. Tuy nhiên, lý lịch trích Nga rất đơn giản, anh chưa thể cập nhật ở trên LinkedIn trong 10 năm qua. Tôi đã từng qua rất nhiều cái công ty và làm việc có kinh nghiệm ở trên LinkedIn này, nó đã cập nhật thông tin. Và quan trọng là tôi là người Việt Nam, rất thích chú người Việt Nam. 10 năm kinh nghiệm làm kinh doanh đầu tư, 2 năm tham gia lĩnh vực tiền điện tử này và trải qua cũng khá nhiều cái thành công. Và hiện nay đã xây dựng được một cái thương hiệu riêng trong lĩnh vực về cryptocurrency và 2.000 nhà đầu tư đã cùng làm việc với tôi trong năm qua thì anh chị có thể chat và kiểm nghiệm Facebook của tôi. Ok. Và đây là hình ảnh của nữ hoàng Emily. Emily sẽ xuất hiện tại chương trình này với nội dung rất là tuyệt vời và thú vị đó là giúp cho các anh chị trở nên đẹp hơn, long lanh hơn trên mạng xã hội. Những cái intro đẹp, những hình ảnh đẹp đó là Emily là sẽ làm giúp anh chị điều này. Và Emily ngoài ra cũng là một nhà đầu tư, một người trade coin rất là sành sỏi bởi vì bước có nền tảng về kiến thức đầu tư về forex và chứng khoán rất là tốt và anh chị yên tâm về mặt pháp luật là cái mảng này không có phạm pháp luật gì các anh chị nhá ok vậy thì tại sao CCI sẽ là ngành thời thượng bởi vì Mark Zuckerberg mà họ còn ông ta còn bắt đầu quan tâm về lĩnh vực về gì ạ về về crypto này vốn hóa thị trường đang tăng và hiện nay thì thị trường nó đang cần các anh chị bởi vì thị trường bắt nháo quá làm online thì là bất kỳ nơi đâu cho nên anh chị có thể tận dụng được không gian và thời gian anh chị ở bất kỳ nơi nào nạp tiền rút tiền thoải mái và tự do và nghề này đặc biệt là không phải bán hàng cho ai cho nên các anh chị thích rồi đúng không nào và lý do tôi tổ chức chương trình này là vì bản thân tôi làm một mình thì nhiều lúc tôi cũng cần có người bạn để tâm sự và cùng trong đồng giới với nhau cùng cái cái cùng công việc với nhau thì tôi muốn tạo ra 100 người và hiện nay chúng tôi đã tạo ra được khoảng 17 đến 20 người rồi đây là những khóa hai tiếp theo khóa một đầu tiên đã tạo ra 17 người và tôi sẽ đóng lại khi đủ 100 người và không biết tôi có làm lại nữa hay không và có thể là tôi sẽ đi nước ngoài đi sớm hơn và tôi muốn tìm làm cái truyền nhân để tìm lại để truyền lại cái bí kíp này cho cho họ để có thể tăng cái thu nhập ít nhất là 5 ngàn đô mỗi tháng và trả lại cái sự tự do cho họ họ làm việc bất kỳ nơi đâu mà không bao giờ phụ thuộc vào thời gian và không gian nào và tạo ra cái phong cách sống thượng đỉnh cho họ đi du lịch khắp mọi nơi và cùng với tôi xây dựng tạo ra cái cộng đồng đầu tư văn minh và trong 2017 vừa qua anh chị thấy là rất nhiều cộng đồng đầu tư đã biến mất bởi scam quá nhiều còn chúng tôi vẫn tồn tại lại, vẫn tiếp tục làm việc và vẫn cống hiến cộng đồng Chứng tỏ chúng tôi làm ăn rất là bài bản, chuyên nghiệp Tất nhiên phải, không phải là tất cả đều thành công Nhưng mà đa số chúng tôi làm đều thành công Và tôi muốn nâng cái người vị thế Việt Nam cũng giỏi giang mà làm việc với quốc tế, trên trường quốc tế như thế nào Và kết luận, 100 nhà đầu tư này sẽ được sống cuộc sống mơ ước của họ và tự do tài chính giống như tôi Và hãy tưởng tượng điều này, bạn ở bên bờ biệt rất là đẹp như Phú Quốc, Phuket và Bali và làm công việc yêu thích mà vẫn đi du lịch được tiền vẫn về tài khoản bất chấp khủng hoảng quan trọng là anh chị có trả giá được hai ngày để thay đổi cuộc sống anh chị mãi mãi hay không cuối cùng hãy cảm nhận và lắng nghe con tim của mình thực sự 2018 có dám bứt phá và tự do quyết định của mình mong muốn chưa quả thật câu trả lời là yes thì chúc mừng bạn hãy lên thuyền cùng tôi chúng tôi chào đón bạn và nếu câu trả lời là no không sao tôi cá là bạn đã bỏ lỡ rất rất nhiều thông tin và bỏ lỡ cái làn sóng này cũng như chấp nhận cuộc sống mà tù đầy thiếu tự do anh chị đang phải làm và tôi cá là anh chị cũng không muốn điều đó xảy ra thêm bất kỳ giây phút nào nữa đâu nào quyết định ngay ngày hôm nay của bạn và tôi nhắc lại có thể đến lần cuối cùng tôi tổ chức tại Việt Nam nếu lần sau làm có thể là tổ chức ở nước ngoài và khó khăn hơn để các bạn có thể tham gia hãy quyết định sớm và đầu tư càng sớm càng tốt bạn bè rồi tôi nói rằng là chương trình tuyệt vời như vậy hai ngày tuyệt vời như vậy 40 nội dung quan trọng như vậy thì bao nhiêu cho đủ thì mới đợi, họ nghĩ rằng phải 5 ngàn đô bởi nếu mà các anh chị học nước ngoài cũng phải 5.000 đô, chúng tôi cũng đi học ở rất nhiều chương trình nước ngoài cũng phải trả rất giá 5.000 đô đến 10.000 đô. Nhưng mà tôi quyết định làm nó với giá tượng trưng thôi tại Việt Nam. Qua Quý 2 này chúng tôi sẽ làm nó là 500 đô bởi vì chúng tôi tổ chức ở nhiều nơi sang trọng và đẹp hơn. Nhưng mà quan trọng là đợt này chúng tôi cũng phải cần có tài trợ là wifi rồi giấy viết bảng kỹ thuật MC điều phối nói chung rất là nhiều. Và cái phí mà hai ngày các anh chị trả một mức rất rất nhỏ thôi, tượng trưng thôi. Đó là 100 đô là 2 triệu ba đấy và tôi báo các chị một tin vui là anh chị có cơ hội để lấy về gấp ba cái số tiền anh chị đầu tư ra đầu tiên là tôi tặng các anh chị một website giống như website của tôi là trị giá là 200 đô để các anh chị làm cái công việc của các anh chị mà không phải bỏ tiền mua mua cái giao diện này và quan trọng là trong chương trình này, anh chị tốt nghiệp, anh chị có làm được video clip tốt, đạt một số điều kiện thì anh chị sẽ được quà tặng của ban tổ chức là 100 đô. Có nghĩa là anh chị đi học lấy lại về là 300 đô, thay vì là là anh chị lời gấp 3 lần rồi đúng không nào? Đây là một khoản đầu tư rất tốt. Và đây là thông tin uh, tài khoản của tôi, anh chị chuyển vào. Và hãy nhớ chuyển vào rồi thì anh chị làm sao? Anh chị làm sao ạ? Là ghi đúng cái thông tin, à, ghi đúng cái thông tin chuyển khoản. À, thông tin chuyển khoản và số tài khoản này các anh chị nhé để chúng tôi có thể liên lạc với anh chị. Đó và thông tin là cuối tuần này 31 và mùng 1 và trung tâm Hồ Chí Minh chúng tôi sẽ nhắn qua điện thoại của anh chị. Và đây. Hãy nhớ đăng ký sớm được tặng áo 200k nữa và quan trọng là anh chị vẫn phân vân chưa có dám chuyển khoản này kia. Thì ông sao? Anh chị hãy đăng ký vào đây để chúng tôi tư vấn thêm cũng như là đăng ký vào đây email, đăng ký bấm vào đăng ký này thì anh chị sẽ hiện ra cái này, nhớ để lại email nên số điện thoại Chúng tôi sẽ gửi cho các anh chị 5 đến 7 cái nội dung có sẵn mà chúng tôi đã quay lại trong chương trình CCI để các anh chị tham khảo Sau đó các anh chị quyết định cũng chưa muộn vào ngày mai Và tôi chúc mừng các anh chị đến đây đã có quyết định và chúng ta sẽ sớm gặp lại vào chương trình CCI này Đây là chương trình đào tạo trứ danh về cái nghề thời thượng CCI Anh chị chưa bao giờ gặp trước đây Và hãy nhớ chúng ta khi tham gia trong 100 người anh chị sẽ là thành viên của một cái hội là hội thẩm định dự án đầu tư tài chính chính quy độc lập và đây là cái hội rất là có quyền lực để đưa cách bất kỳ cái dự án nào vào Việt Nam anh chị phải là cái người được nắm thông tin đầu tiên tôi chúc mừng các anh chị và hãy lên thuyền cùng tôi trong 100 người nhé xin chào và hẹn gặp lại tôi là Johnny Thông anh chị để lại thông tin email và cái sự quan tâm của mình vào dưới video clip này để chúng tôi có thể liên lạc xin chào và hẹn gặp lại